luôn nha các bác ơi. Em này em tay cụt hàng tàu xuất Nhật nha, đến từ nhãn hiệu của Top Sun, hàng hệ cao cấp nhất của dòng Trung Quốc nha, xuất thị trường Nhật đấy. Đó, thay vì các bác mua những cái con hàng máy tàu mới bây giờ, một củ 3, củ 4 thì các bác xài con này giúp em này. Đó, thêm một xíu nữa xài con này. Nếu nói về độ đẹp của em này thì được 95% nhé. 95. Rất là mới, dòng này là dòng tay cụt lớn nha, nó giống như con Echo mà 330T đấy. Đấy, 36cc, tay cầm công tắc, lúng bơm xăng, trợ lực đầy đủ hết luôn, không thiếu một chức năng gì. Cái lan theo máy được sử dụng lan tổng độ dài 40, phần cắt vào cây là 35cm, xích 91 nha. Lan xích này mới, rất là đẹp luôn. Đấy, này đẹp 95%, gần như mới mà. Đó, máy nổ rất là êm nhá. 36cc nha các bác ơi, giòn. Để em khởi động lại cho các bác nghe. Kết thì mình kết nối qua nano nha.